Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, dư luận vẫn lan truyền một tin đồn cho rằng trầm hương được xem là tiên dược, giúp những người đàn ông yếu sinh lý cải thiện bản lĩnh đàn ông và do đó thì hút trầm hương đã trở thành một trào lưu của giới đại gia dân chơi bởi đây là một cuộc chơi tốn kém. Vâng, tốn kém thì rất là rõ ràng vì trầm hương vốn rất hiếm và giá có thể lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng lợi ích thì lại chưa chắc bởi tiên dược đồn thổi này được giới y khoa khuyến cáo có thể dẫn đến ung thư. Bác sĩ Quách Minh Phong, trưởng khoa Nội hô hấp Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, thời gian gần đây xuất hiện trào lưu nhét trầm hương vào điếu thuốc trước khi nung nóng nhằm tăng mùi thơm và tạo cảm giác phê hơn. Nhiều người nghĩ rằng loại thuốc này không đốt trực tiếp, điếu ngắn và nung với nhiệt độ rất cao nên có thể an toàn hơn. Tuy nhiên quan niệm trên là sai lầm, bởi thuốc lá nung nóng có cơ chế hoạt động tương tự như thuốc lá điện tử, đều có nicotine và tạo ra hàng nghìn chất độc khác. Chưa kể đến khi nhét trầm vào điếu thuốc tạo mùi thơm có thể làm người ta hút nhiều hơn hậu quả cuối cùng sau thời gian sử dụng kéo dài là nguy cơ gây ung thư. Thưa quý vị và các bạn, và trước đó thì theo thống kê của Bộ Y tế, ung thư phổi đứng thứ hai và tỷ lệ mắc mới tại Việt Nam với hơn 26.200 ca trên một năm, trong đó khói thuốc lá là thủ phạm gây ra 90% số ca mắc bệnh. Và đáng chú ý là nhiều người có thâm niên tức lá lên đến 40 năm, đã cố gắng cai thuốc nhưng thất bại khi phát hiện ung thư thì quá muộn. Riêng đối với Trầm Hương, Lương Y Bùi Hữu Lộc, Hội đồng Y Hoài Đức thành phố Hà Nội từng chia sẻ với báo chí rằng, trong quá trình nghiên cứu y thuật và các sách đông y, ông chưa từng thấy bất kỳ tài liệu nào nói về công dụng tăng cường bản lĩnh phái mạnh của Trầm Hương. Thông tin tinh dầu trầm hương có tác dụng như Viagra chủ yếu bắt nguồn từ khía cạnh tâm lý. Dù đã tái định cư vài chục năm, nhưng 55 hộ dân bản đồn đèn xã Khang Ninh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích được giao. Người dân muốn chuyển nhượng thừa kế hay làm thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng đều không thể thực hiện. Đây là những hộ dân nằm trong dự án tái định cư đồn đèn Khuổi Luông tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể thực hiện người dân bắt đầu được bố trí tái định cư từ năm 2004. Các hộ đến định cư hầu hết là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ các khu vực vùng lõi, vùng đệ của vườn quốc gia Ba Bể. Theo đó, từ năm 2004, từ 30 hộ dân ban đầu đến nay, đồn đèn xã Khang Ninh đã có 55 hộ gia đình người Mông sinh sống với 262 nhân khẩu, dù đã sinh sống ổn định lâu dài, nhưng cho đến thời điểm này, ngoại trừ phần đất lâm nghiệp, các hộ đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất ở và đất nông nghiệp. Điều này khiến người dân không thể an tâm với nơi ở mới, bởi việc vay vốn để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng đều cần tới giấy tờ này. Ông Dương Xuân Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khang Ninh cho biết, xã cũng đã báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền các cấp. Nguyên nhân của vấn đề này là do chủ đầu tư là ban quản lý tái định cư chưa bản giao hồ sơ cho địa phương, nên chưa có cơ sở để địa phương làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho người dân đồn đèn. Đại diện Ban Quản lý Vân Quốc gia Ba Bể cho biết, năm 2022, đơn vị đã thành lập tổ công tác tiến hành giả soát lại các loại hồ sơ, thủ tục của dự án này. Nhưng do lâu năm nên hồ sơ thất lạc, chưa siêu tầm đầy đủ do đó thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định Thưa quý vị, thôn Đồn Đèn hiện có 55 hộ thì có tới 48 hộ nghèo và 7 hộ thuộc diện cận nghèo. Nhiều hộ đã hệ thống công trình thiết yếu như là nhà cửa, nước sạch đã xuống cấp, việc không có sổ đỏ càng khiến cho người dân khó an tâm với cuộc sống tái định cư. Thậm chí một số tranh chấp đất đai tại Đồn Đèn đã xảy ra và gây không ít khó khăn cho chính quyền và người dân do không có đủ hồ sơ về đất theo đúng quy định. Thưa quý vị, các thành phố lớn ở Việt Nam đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều thời điểm lên đến 41 độ. Cuộc sống của người dân từ nông thôn đến thành thị đều trở nên ngột ngạt khó chịu. Nhiều địa phương, người dân cũng điêu đứng vì thiếu nước để sản xuất canh tác. Con người không thể kiểm soát thời tiết cực đoan, lại càng không thể cầu mưa giải nhiệt như nhiều người vẫn lầm tưởng. Vâng, có thể nói là nhưng con người hoàn toàn có thể kết hợp với các giải pháp để cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm bớt nắng nóng ngay trong chính ngôi nhà của mình và để chia sẻ về nội dung đang rất được quan tâm này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Tú chủ nhiệm khoa kiến trúc nội thất phó hiệu trưởng trường đại học Nguyễn Trãi Hà Nội để cùng trao đổi với quý vị và các bạn và nội dung này cũng đã khép lại bản tin chào buổi tối ngày hôm nay xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin được cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Tú đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. À, thưa tiến sĩ kiến trúc sư đoàn ngọc tú cá nhân anh có bất ngờ khi mà anh đọc được thông tin à, cầu mưa để giải nhiệt chống nóng à, như là rất nhiều những thông tin lan truyền trong thời gian vừa qua hay, hay không ạ à, cảm ơn bạn à, chúng ta đã biết là khi mà hiện tượng nắng nóng là nó kéo dài thì cái tâm lý của người dân là mong muốn là có một cái lượng mưa và có một cái uh, lượng mưa để giải nhiệt cho cái cái cuộc sống người ta đang bị đảo lộn như vậy thế thì rõ ràng là cái phương án là cầu mưa cũng là một cái phương án mà uh, là một cái một người có thể nói là ở đây là chia sẻ cho